Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Khánh Hằng, 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội. Vừa rồi mọi người được thưởng thức chất âm của em đầu MD giải mã Đờ Nông DMD2000AL. Đây là một cái model khá là sang chảnh cũng như là cao cấp của thương hiệu này. Hôm nay thì em cập bến được hai cái em hàng đầu giá eBay Nhật đẹp xuất sắc như mới cả nhà nhé. Em Đờ Nông DMD2000AL thì vốn đã rất là nổi tiếng trong cái giới mà anh em mà chơi những cái đầu đĩa MD rồi. Mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp này. Đồng thời thì máy cũng chạy hai con IC PCM1702 cũng như là nhiều linh kiện cao cấp. Đặc biệt là sở hữu cái mắt KMS140C rất là gấu trong cái làng MD. Em này mà làm giải mã DAC24bit chỉ với một nút nhấn thôi nhá, không cần đĩa mồi, rất là tiện. Các bác chỉ cần cái ấn cái phím monitor phía bên này thôi. Và ngoài ra thì mình có thể chọn các cổng vào để giải mã ở phía bên này, chẳng hạn như là nó có cổng optical các đồng cáp quang này, rồi thì cổng coaxial cáp đồng trục này, hoặc là cổng analog dây AV bình thường. Ở phía đằng sau máy thì nó sẽ có thêm cho mình là cổng analog out cũng là cổng cáp quang ra. Đặc biệt là em này có hai cái phím mà rất là nhiều cái mẫu Đờ Nông đầu MD khác không có, đó là cái phím chỉnh ba lăng cũng như là mình chỉnh được cái tiếng ra phần input khi mà mình dùng làm giải mã. Thì cái này mình có thể dùng làm chỉnh volume cho dề power rất là tiện lợi nhá. Cả nhà cùng xem lại cái hình thức của em hai cái em Đờ Nông ngày hôm nay về nhá. Đẹp này, long lanh luôn. Hình thức phải tầm 90-95% nhá. Chất âm của em nó khi giải mã thì rất là chi tiết này, bát chép xử lý gọn gàng, âm thanh thì trong sáng, phù hợp với những cái dòng nhạc vàng, trữ tình. Trọng lượng thì ở trên website nó ghi là tầm 9 cân, và cái chiều ngang của nó là 43,4 cm này, cao là 13,4 cũng như là sâu là 34,2 cm. Đấy là chưa tính cái phần vỏ gỗ đâu nhá. Nếu các bác mà làm vỏ gỗ giống như bên em độ thêm ở đây thì mình cứ cộng thêm mỗi chiều tầm 1,5 cm nữa nhá. Cái vỏ gỗ rất là dày này, và cái phần gỗ thì rất là chắc chắn nhá. Với cái phần vỏ gỗ này thì đã tăng thêm cái phần sang chảnh cho các em Đờ Nông này lên rất là nhiều, cũng như là mình có thể phối ghép với những cái âm ly đài mà âm ly cổ á, với cái phần vỏ gỗ trông nó cực kỳ là hài hòa, cực kỳ là bắt mắt luôn. Và hôm nay thì mời cả nhà cùng thưởng thức cái chất âm của em Đờ Nông này với một cái đĩa MD của Hồng Trúc nhá. Và ngoài ra thì hai cái đầu ngày hôm nay về thì chỉ có duy nhất một khiển xịn thôi, cho nên là em sẽ bán khiển xịn này riêng này. Ngoài ra những bác nào mà mua chậm hơn thì có thể là mua cái đầu này với cái tặng khiển học nhá. Khiển học nó cũng đầy đủ tính năng như khiển xịn thôi, còn khiển xịn thì mình phải mua riêng nha, bởi vì là em cũng phải nhập riêng cái khiển xịn này, khá đắt rồi. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng đeo tai nghe để mình thưởng thức chất âm của em Đờ Nông này một chút nhá. Rồi sau đó thì em sẽ quay đằng sau máy ạ. Đây là phía sau của em Đờ Nông DMD2000AL. Em sẽ quay cái em ở trên trước đã nhá. Đây, hình thức máy vẫn còn rất là đẹp cả mặt trước mặt sau. Và như em vừa nói đấy, made in Japan toàn bộ này, điện 100V, công suất ra là 15W này, cũng như là nó có thêm
một cổng ra analog này, cũng như là một cổng ra cáp quang. Ngoài ra thì các bác có thể chọn cổng vào là cáp quang này, cáp đồng trục, hoặc là thêm một cổng analog in nữa. Rất đơn giản thôi, nhưng mà chất âm thì đem lại vô cùng tuyệt vời, và đảm bảo là đây sẽ là một cái sự bổ sung hoàn hảo cho những cái bộ ghép âm thanh ở nhà của anh em đấy ạ. Ok, ngoài ra thì bác nào mà thích làm thêm cái vỏ gỗ thì cũng có thể đặt sớm bên em nhá, bởi vì cái vỏ gỗ này làm cũng khá là mất thời gian, và đồng thời mà ghép thêm vào nhá, trông nó sang chảnh lên cực kỳ luôn này, các bác nhìn thấy không, trông nó vừa dày dặn hơn, mà cái phần vỏ gỗ làm cũng rất là nặng này, và mình bày vào những cái âm ly cổ á, hoặc là những cái bộ mà loa gỗ các thứ thì trông nó rất là độc bộ, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các bác mà quan tâm những cái mẫu đầu giải mã như Denon, Sony hay là Pioneer hoặc Onkyo có thể nhắn đi qua Zalo bên em 0912 57 2434 để em tư vấn và báo giá cụ thể hơn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp các bác ở trong những video tiếp theo ạ.